Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung thu hoạch lúa đông xuân 2014-2015 với năng suất bình quân đạt từ 7 đến 8 tấn một hecta, lại thêm một vụ mùa bội thu. Nhưng điệp khúc trúng mùa thất giá lại lặp lại, khiến cho niềm vui của bà con không được trọn vẹn. Thậm chí có nơi bà con còn bán lúa không được, làm cho cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi có những cánh đồng mẫu, việc tiêu thụ lúa hàng hóa vẫn diễn ra thuận lợi. Thực tế này cho thấy, không chỉ có tập trung điều tiết thị trường là đủ, mà để hóa giải những khó khăn trong việc tiêu thụ lúa gạo, còn cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc tổ chức lại sản xuất. Hiện nay, ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung, trong đó có Vĩnh Long, lúa đông xuân 2014-2015 bắt đầu thu hoạch rộ với năng suất bình quân đạt 7 đến 8 tấn một hecta. Cá biệt có nơi bà con còn đạt đến 9 tấn một hecta. Lúa trúng mùa, tất nhiên bà con nông dân sản xuất lúa rất phấn khởi. Song niềm vui ấy chưa được trọn vẹn vì giá lúa giảm thấp, thậm chí có nơi việc tiêu thụ lúa hàng hóa của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Không như các năm trước, việc mua bán lúa tại ruộng ở vụ đông xuân năm nay không sôi động mà trầm lắng đến lạ. Nhiều thương lái thậm chí còn không đến mua như đã giao kèo với nông dân. Sản xuất vụ đông xuân năm nay thì nó thuận lợi về thời tiết, về năng suất thì nó cũng đạt trên 8 tấn một hecta. Nhưng mà bà con tiêu thụ thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Ví dụ giá cả thì lúc đầu cũng được 4.7, 4.8. Rồi sau thì nó sụt xuống dần dần, còn cuối cùng thì bà con bán được có 4.5 thôi. Đó, so ra thì cái nếu mà tính lợi nhuận trên một đầu công đó, thì khoảng 1 triệu mà, chứ không có nữa. Thế từ đó bà con mình cũng gặp khó khăn trong cái vụ này. Hôm nay mà giá cả thì ban đầu nó vô mua là 95, bỏ cọc. Bỏ cọc cái đầu nó hẹn ngày vô, nó lấy lúa cái nó bỏ luôn, nó không có... Nó không lấy cái lò cắt ồ ập về chắc quá trời đông luôn, tốt khác vô mua nữa. Biết rồi còn có 90 dạ rồi 88 dạ ngàn dạ. Rồi giờ có số người ta không bán, người ta đem về phơi rồi. Như tôi giờ tôi cũng để lại đó chứ có bán được đâu. Giờ để lại chờ có ai mua lúa khô có giá không bán chứ giờ đâu bán được. Thông thường khi vào mùa thu hoạch lúa, nhất là vụ đông xuân, thì thương lái đến tận ruộng mua lúa tươi của nông dân nên lúa bán rất dễ dàng. Nhưng năm nay thì hoạt động buôn bán lúa tươi ngoài ruộng diễn ra rất yếu ớt, nhất là từ khi bắt đầu bước vào thời điểm thu hoạch rộ thì hoạt động này càng trầm lắng xuống. Vụ lúa đông xuân năm 2014-2015 thì nông dân ở tỉnh Vĩnh Long cũng như ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta tiếp tục trúng mùa. Năng suất thì đạt rất là khá, có thể là đạt trên 7 tấn trên hecta. Tuy nhiên thì do cái việc mà bà con nông dân chúng ta sản xuất theo cái hình thức là nhỏ lẻ cho nên là cái việc mà thu gom gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng là bà con nông dân chúng ta thu hoạch lúa xong nhưng mà phải chờ đợi thương lái cũng như là doanh nghiệp không đến mua và gây rất là nhiều khó khăn. Cái khi mà cái sản xuất thì đa số bà con nông dân chúng ta lại sản xuất theo những cái giống lúa mà nó thích nghi với cái điều kiện canh tác, ví dụ như dễ sản xuất cho năng suất cao, nhưng ngược lại thì cái phẩm chất nó lại không có thỏa được cái yêu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu. Vì vậy mà chỉ có những cái trường hợp mà có cái hợp đồng theo thỏa thuận theo cái giống lúa của doanh nghiệp thì được thu mua dễ dàng. Nhưng ngược lại thì một số giống lúa mà bà con dân ta tự sản xuất thì hiện nay gặp khó khăn trong cái khâu tiêu thụ. Điều này đặt cho bà con nông dân cần phải có những cái động thái suy nghĩ để chúng ta chuyển đổi làm sao cho nó phù hợp lại với cái nhu cầu để mà chúng ta có thể tiêu thụ lúa dễ dàng hơn. Tình hình trên đã làm cho nhiều nông dân hết sức lo lắng, như trường hợp của anh Nguyễn Văn Tư ở ấp Long Tân, xã Long An, huyện Long Hồ. Vụ đông xuân này, gia đình anh gieo xạ 1,2 hectare lúa thơm OM4900. Nhờ thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt nên năng suất đạt trên 40 dạ một công, ước sản lượng đạt gần 500 dạ lúa. Hiện lúa đã thu hoạch hơn một tuần lễ rồi mà vẫn chưa bán được nên còn chất đầy sân như thế này. Mấy ngày qua, gia đình anh Tư rất lo lắng, trông chờ thương lái đến cân lúa như đã giao kèo, nhưng họ vẫn biệt tâm mặc dù đã bỏ cọc rồi. Năm nay mà ruộng là rất trúng, công khoảng 30 mấy 40 dạ. Mấy năm trước tôi thu hoạch mà ruộng là bắt đầu lem vô có thương lái cân liền luôn, bán giá cao nữa. Mà năm nay lem vô tới nhà mà chưa có thương lái gì tới gì trơn. Mới đầu thì
thương lái vô nói 4.700, tới giờ lúa sụt 4.500, đợi chờ hoài luôn. Bữa tới giờ này cũng chưa thấy thương lái tới nữa. Không riêng gì anh Tư mà có rất nhiều bà con cùng xóm với anh, lúa cũng đã thu hoạch và không bán tại ruộng được, nên phải chở về nhà chờ thương lái đến mua. Ông Nguyễn Văn Bảy, một nông dân nhà ở gần đó cho biết, vụ đông xuân năm nay, mặc dù bà con sản xuất giống chất lượng cao, nhưng khi thu hoạch, giá bán vẫn thấp và cũng ít thương lái tìm đến mua. Cụ thể, gia đình ông gieo sạ giống lúa OM6976, khi mới thu hoạch thì được cò lúa đến đặt cọc cho giá 4.500 đồng một ký, nhưng đến nay đã hơn 10 ngày mà vẫn chưa thấy thương lái đến mua lúa. Tổng sản lượng lúa mà gia đình ông thu hoạch được trong vụ này trên 800 giả, đang chất đầy sân, chờ thương lái từng ngày. Ông rất lo lắng vì lúa bán chưa được mà giá lúa thì cứ giảm dần. Lúa đông xuân thì thấy cũng lạ đó mà bán sao chậm quá. Lúa vô nhà cả tầng mới bán được. Thương lái trả tới trả lui mà rất khó bán. Năm rồi là 106.000 một giả. Năm nay thì là có 90.000, thậm chí còn có 88.000 một giả thôi. Năm nay nó có khổ cái chỗ này nè. Nếu mà nông dân mà xả 4900 lúa thơm OM4900 á thì bán được. Còn mà xả 6976 như là 4001 thì không bán được. Không bán được luôn, là lấy không mua luôn, nói thẳng là không mua luôn. Hiện tại tới bây giờ là chất đầy đàn cái đống luôn, không mua luôn. Nếu vì quá sốt ruột mà nông dân đi tìm doanh nghiệp để bán lúa thì đòi hỏi phải đáp ứng cho doanh nghiệp hàng loạt yêu cầu tiêu chuẩn như lúa phải đảm bảo thật khô và phải chở đến kho để cân. Đó là chưa nói đến rào cản về độ lẫn tạp, khiến nông dân không thể đáp ứng được. Vì vậy, rất nhiều hộ đã phải quyết định thu hoạch và chở hết lúa về nhà rồi mới tính phương án tiêu thụ. Nói chung là cô bác đây đó là nông dân đây xã là ba thứ giống, mà có thứ giống là 4910 á thì bán cũng được, mà nó quá giá cũng quá thấp, bán có 94. Còn 451 á thì có 90. Còn 6976 á thì có 88, mà giờ có dân bán không được luôn. Bởi vì nó lái nó không mua. Rồi có cô bác cũng đem về phơi dài dài. Bây giờ tiền bạc thì nó kẹt tùm lum hết trơn. Tiền phân rồi tiền này tiền kia hết trơn. Thu mua lúa thì gặp khó khăn. Bởi vì ở đây là khi mà đầu vụ á, thì lúa chưa chín thì có một số lái. Thì lợi thì bỏ cọc khoảng 4.800 một ký. Thì sau đó khi mà đến cái lúc thu hoạch thì lúa nó sụp. Thì những cái lái đã bao cọc thì lợi là phải kêu nông dân là phải hạ giá xuống, nếu không hạ giá nó sẽ bỏ. Thì buộc nông dân phải hạ, là mất 100 đồng hoặc 200 đồng một ký. Như vậy á, là lúa tê chín thì buộc người nông dân phải cắt. Có những hộ là cắt vô nhà 7-8 ngày vẫn chưa cân được. Còn về cái công ty á, thì ở trên địa bàn thì nó cũng có mấy cái công ty về tiêu thụ về cái lúa gạo, nhưng mà nông dân không đáp ứng được. Cái thứ nhất á, là về cái công ty á, có một công ty thì mua bằng cái giá thị trường, nhưng mà buộc người nông dân phải chuyên chở từ đây ra ngoài công ty, phải coi phải cái độ ẩm, rồi phải qua khâu là thủ kho, rồi kế toán, rồi thủ quỹ nữa, thì người cái nông dân người ta không làm được. Còn một cái công ty nữa thì nó chỉ tiêu thụ gạo lột vỏ thôi. Thì muốn giao cho công ty này thì người nông dân phải mang gạo, mang lúa ra ngoài phơi xong rồi lột vỏ giao cho công ty. Thì đó là công ty như vậy thì nông dân không đáp ứng được. Xong, điều đáng lưu ý là trong khi ở nhiều nơi bà con nông dân sản xuất lúa riêng lẻ khó tiêu thụ, thì ở một số cánh đồng lớn do có sự gắn kết với doanh nghiệp trong thu mua sản phẩm, nên việc tiêu thụ lúa vẫn diễn ra bình thường. Đơn cử như ở cánh đồng mẫu lớn ấp Hậu Thành, xã Long An, huyện Long Hồ, bà con nông dân trong vùng nguyên liệu đã sản xuất lúa theo yêu cầu của doanh nghiệp. Chẳng hạn như phải gieo sạ bằng giống OM4900. Đồng thời, ngay từ đầu vụ, doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho bà con với giá cả hợp lý, nên đến khi thu hoạch là lúa được thu mua hết. Và mặc dù giá lúa trên thị trường có giảm, nhưng lúa của bà con nơi đây vẫn được mua với giá cả như đã thỏa thuận ban đầu. Theo bà con nông dân ở đây cho biết, một khi đã ký kết được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ở mức giá cố định với doanh nghiệp, thì bà con không còn phải lo sợ về chuyện biến động giá cả nữa. Vấn đề còn lại là việc sử dụng giống lúa phải theo yêu cầu của doanh nghiệp, đồng thời canh tác theo quy trình kỹ thuật tiến bộ, sao cho sản phẩm thu hoạch được đạt tiêu chuẩn chất lượng mà doanh nghiệp đề ra. Năm nay thì tiêu thụ cũng rất khó,
Nhưng riêng ở đây thì trong cánh đồng mẫu thì làm thì ai mà không có hợp đồng 4900 thì công ty sẽ mua lại bằng cái giá 4700. Thì đó thì thấy tiêu thụ cũng hết. Những hộ nào mà nếu mà có hợp đồng trước với công ty thì công ty sẽ mua hết. Những hộ nào không có hợp đồng trước với công ty thì công ty còn để lại đó chưa có mua được. Nói chung thì cái tình hình sản xuất lúa năm nay thì tiêu thụ cũng có khó khăn. Nhưng mà do cái chỗ cái cánh đồng mẫu của xã Long An là có cái ký kết hợp đồng trước đối với công ty lương thực của Vĩnh Long mình. Từ chỗ đó mà cái tiêu thụ cái lúa rất là dễ dàng. Đặc biệt công ty chỉ ký kết cái giống 4900, từ đó mà cái giống 4900 thì sẽ được công ty thu mua là toàn diện. Còn các cái giống khác thì không có ký kết hợp đồng thì nó cũng hơi khó bán hơn. Ở bên ngoài thì cái giá nó là 90.000 một chạ, nhưng mà không có thương lái mua. Còn chỗ công ty lương thực thì mua bằng cái giá 94.000. Mua cái giá này thì cũng dân cũng đồng tình. Tính ra thì nông dân mình có lợi hơn đối với thương lái là 4.000 đồng trên một chạ. Rõ ràng, nếu sản xuất và tiêu thụ lúa gạo theo cách làm cũ từ xưa đến nay thì người nông dân hoàn toàn bị động và phải chịu nhiều thiệt hại. Ngay khi giá cả không thuận lợi như thời điểm hiện nay cũng buộc bà con phải bán lúa để giải quyết các khoản chi phí cho mùa vụ và nhu cầu của cuộc sống hàng ngày. Trong khi ở những nơi tổ chức tốt các hình thức liên kết từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm thông qua mối quan hệ giữa các tổ chức đại diện nông dân như tổ hợp tác xã với doanh nghiệp thì bà con nông dân đã không phải rơi vào tình cảnh khốn đốn trên. Sự liên kết trong mô hình cánh đồng lớn mà đặc biệt là liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp đã hé mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp cho việc tiêu thụ lúa hàng hóa của bà con nông dân thông qua cơ chế này. Mặc dù là chúng ta đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ lúa, tuy nhiên thì trên thực tế thì chúng tôi vẫn thấy là có một số trường hợp ở một vài cánh đồng mẫu lớn có cái hợp đồng tiêu thụ với các cái doanh nghiệp ở ngay đầu vụ đó và sản xuất theo cái sự thỏa thuận về giống, về những cái tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đặt ra thì vẫn tiêu thụ tốt và cho cái giá cả hợp lý. Điều này thì có thể là đây là những cái bài học kinh nghiệm quý giá để mà chúng ta định hướng cho những cái vụ sắp tới. Chúng ta cần phải có những cái liên kết chặt chẽ hơn và hướng cho bà con nông dân có cái hợp đồng tiêu thụ với các cái doanh nghiệp. Chúng ta cần có những cái giải pháp thật là cụ thể rõ ràng hơn để mà có thể giải quyết được cái đầu ra cho bà con nông dân. Trước tiên là cái việc mà chúng ta nên định hướng lại cái việc sản xuất lúa, tổ chức sắp xếp lại sản xuất theo cái hình thức cánh đồng mẫu lớn, có thực hiện cái liên kết tiêu thụ rõ ràng. Đầu vụ lúa thì chúng ta mời các doanh nghiệp xuống thỏa thuận với bà con nông dân về cái giống lúa, về cái quy trình canh tác và cái thời điểm thu hoạch, làm sao bố trí làm sao để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu mua với cái giá cả hợp lý cho bà con nông dân. Từ đó thì có thể là khuyến khích được cái việc mà tiêu thụ dễ dàng hơn và giúp cho cái việc nâng cao được cái hiệu quả sản xuất, giúp cho bà con có thể yên tâm và sản xuất hiệu quả, mang cái tính là bền vững hơn. Để giải quyết lượng lúa đông xuân lớn còn tồn đọng trong dân, chính phủ đã chỉ đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam triển khai thực hiện chương trình thu mua lúa gạo tạm trữ ở đồng bằng sông Cửu Long. Việc làm này là cần thiết, nhưng xét cho cùng, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Để giải bài toán tiêu thụ lúa gạo của bà con nông dân một cách căn cơ và bền vững, vấn đề mấu chốt là phải tổ chức lại hoạt động sản xuất lúa trong chiến lược tái cơ cấu nông nghiệp của các địa phương. Trong đó, việc tổ chức liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn là mục tiêu cần phải hướng đến. Bởi, đồng thời, với việc đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng lúa, mô hình này còn tạo điều kiện thuận lợi để thắt chặt gắn kết giữa khâu sản xuất và khâu tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng và mở rộng dùng nguyên liệu theo năng lực và nhu cầu kinh doanh của mình. Bà con nông dân và các bạn thân mến, chương trình nông nghiệp bền vững của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.